đi vô gì cái nó tự màu tự một giờ nó chắc nó chết rồi quá à. Không mà cũng sâu lắm, đào không có tới đâu, đào bàn tay không tới đâu. Giả mang thiệt chứ, cái giò giả mang. Washington. Mình cũng được lấy con đó mà đúng không? Ừ. 10 con. Dông biểu. Ủa sao vậy? Thank you.
đưa cho anh lấy anh đào đi. Hả? Nếu chưa ra thì đưa cho anh lấy anh đào đi. Đấy. Dạ hả? Chứ hả? Mà có cái hổ đó mới rút được. Ủa đây. Ủa lớn vậy hả? Mà bắt được chưa? Mấy con rồi. Hổ bắt được mấy con rồi. Anh Trương đâu có bắt, đâu có cái hổ gì đâu mà bắt. Wow, ba con rồi đó. Bên anh Trương mấy con? Anh Trương có cái này đâu mà mấy con. Nên anh Trương đào đi. Kìa anh Trương lấy của chị. Cái này hai con. Có một con nó bị dướng. Sâu vô hậu trời ơi tôi cái nào xuống luôn
cái đầu xuống luôn nè. Thôi anh ơi, lên đi ăn. Nghĩ sao mà đâm cái đầu xuống nãy giờ lâu lắc à. Đừng lên rồi. Sâu vô hậu. Coi coi. Ôi cái gọn. Ôi trời, nó còn sâu đi. Chị Đại. Chị Đại ở đây. Nhung. Dèn. Con đầu tiên là mừng rồi. Thì hai quá hắn là một con nhậu ấy. Đúng hả? Anh chỉ con đi tôi là con đi tôi. Chẳng còn này nữa rồi tới anh Trương đào nha. Đấy là được một con rồi đó chồng. Được con hả? Dạ. Wow. Chỗ này cũng có gói luôn rồi. Đó phải xé đó cũng thấy thông nó đó cho đúng. Hụt lẻ anh Khuân cào trước luôn rồi chưa được đó cơ. Còn anh Khuân bự hơn. Bự hơn anh Khuân. Dạ.
cao mỏm. Đại ca mỏm. Rồi. Rồi. Đào trong đấy đứt cái mười con nhỏ xíu à. Đào trong cái con nhỏ xíu. Thì nó bỏ đi anh nữa. Không, nó còn con bự ở dưới nữa. Cái con nó nằm trên thôi. Con nhỏ rồi. Nhỏ là không có lấy hay sao, hay là mình lấy cũng được. Mình để cho đó mình đừng lấy, mình mà bắt lên rồi thì là nó tính luôn. Rồi mình để nó ung. Con không đâu lẻ, không tao đi không nè. Có con xì kia hả? Hả? Em lẻ tao đụng luôn đi. À. Giờ là không có lựa. Anh Hành nó đi ra đó nó bự hơn, đi ra nó thử anh ạ. Ra là con bự đó.